Yo, what's up mấy bạn? Thì bây giờ bữa nay là Trung sẽ nói về một chút về cái giáo án FPT7, bởi vì là đó giờ thì Trung có post về những cái clip tập luyện theo cái giáo án FPT7 khá là nhiều, nhưng mà Trung chưa có một cái clip nào đó nói tương đối rõ về cái giáo án này với các bạn. Thì hôm nay là Trung sẽ làm cái video nói về một chút về FPT7 ha, để cho mấy bạn có thể có một cái general idea về cái giáo án này như thế nào. Ok, thì đầu tiên là Trung sẽ nói về cái FFT7 là cái gì. Thì đó đúng nghĩa là cái FFT7 đúng không? Thì chữ F là fascia, S là stretch and T là training. Chữ T là training. FFT7 là fascia stretch training, nghĩa là cái fascia nghĩa là cái lớp màng mà nó bao bọc cái cơ của chúng ta. Thì sẽ có người rất là dày và cũng sẽ có người rất là có người may mắn hơn thì là sẽ mỏng, thì như vậy là giúp cho cơ bắp của chúng ta nó sẽ phát triển rất là nhanh. Thì đó là mấy bạn có thể thấy, đó là những cái người mà họ to lên rất là nhanh, chỉ sau một vài năm hay là một vài tháng tập luyện cũng rất là phát triển nhanh hơn người khác, bởi vì là họ có cái lớp màng fascia rất là mỏng. Thì cái đó là do cơ địa thôi, thì chúng ta cũng không thể nào biết trước được. Nhưng mà chúng ta sẽ có cái FFT7 này để giúp cho các bạn thoát ra được khỏi cái cái việc mà fascia của chúng ta nó dày ha. Ok, thì đó là mục đích của cái giáo án này. Thì cái giáo án này, cái FFT7 này là được sáng tạo ra và cũng như là được viết bởi ông Henry Rambod. Thì ông này là một cái ông huấn luyện viên rất là nổi tiếng, thì là coach cho hai người vừa vừa rồi đã giành giải ở Mr. Olympia 2017, thì đó là Phil Heath và Jeremy Buendia. Thì nếu như mấy bạn coi video blog của Trung thì mấy bạn cũng chắc cũng rất là biết về Phil Heath và cũng như là Jeremy Buendia. Thì Phil Heath vừa rồi là vừa giành được 7 lần Mr. Olympia, là cũng ngang với lại huyền thoại Arnold Schwarzenegger và cũng như là Lee Haney. Thì đó, thì nếu mà năm sau Phil Heath mà giành thêm một cái nữa là tám cái, thì thực sự rất là kinh khủng, coi như là huyền thoại, the legend. Và tiếp theo đó là Jeremy Buendia, thì đó là người vừa rồi đã giành 4 lần men physics ở ở Olympia. Thì Jeremy Buendia chúng rất là thích, bởi vì là thứ nhất là Jeremy tập luyện về FFT7 rất là hay. Đa phần chúng coi clip tập luyện của FFT7 là đều liên quan đến Jeremy, và Jeremy có một cái mindset của một cái nhà vô địch rất là hay. Thì mấy bạn cũng nên coi clip của Jeremy để nghe thêm về những gì anh ấy chia sẻ. Ok, cái FFT7 đúng không? Thì cái 7 nghĩa là số 7. Thì số 7 là tượng trưng nhớ lại 7 set mà chúng ta vẫn hay tập ở trong cái những cái video tập giáo án FFT7 của Trung. Thì cái đó là cái mấu chốt của cái giáo án ha. Thì nó không chỉ là chúng giúp chúng ta bơm máu vô và làm cho cơ của chúng ta pump đâu, nó còn hơn cả như vậy nữa. Nó có những cái lý do đằng sau đó mà ông Haney ổng có nhắc đến, nhưng mà nó cũng hơi trùng độc, thì nó cũng hơi có liên quan tới khoa học một chút, nên là Trung cũng không biết giải thích như thế nào. Thì Trung cũng chỉ hiểu 50% từ những gì ông viết trong cái đoạn đó. Thì nó cũng có những cái từ chuyên môn, thành ra là Trung sẽ không giải thích nhiều, nhưng mà cơ bản là nó cũng cơ bản mấy bạn có thể hiểu đơn giản rằng là nó bơm máu vào và giúp cho cái cơ của chúng ta nó được kích hoạt hết cỡ, và cũng như là làm mỏng cái lớp màng fascia của chúng ta. Thì thực sự cái lớp màng đó nó gây cản trở cho những bạn nào phát triển cơ rất là nhiều, cho nên là chúng ta có thể áp dụng cái giáo án này để chúng ta làm mỏng cái lớp màng đó. Thì cái câu hỏi mà các bạn thường đặt ra nhiều nhất á, là cái giáo án này thì đối với ai phù hợp với những ai có thể tập được. Thì theo Trung nghĩ và theo Trung cảm nhận đó giờ Trung tập á, thì Trung áp dụng giáo án này cách đây đã 2 năm rồi. Thì theo Trung cảm nhận thấy rằng á, là Trung nghĩ rằng mấy bạn nên những bạn nào đó có cái kiểu như là cái fitness level, là cái trình độ tập luyện của chúng ta trên khoảng từ 1 năm rưỡi đến 2 năm, thì chúng ta sẽ bắt đầu với lại FFT7 sẽ hợp lý hơn. Còn những bạn nào mới tập
hoặc cũng như là tập khoảng nửa năm, thì chúng nghĩ là trong cái khoảng thời gian đó mấy bạn nên nghiên cứu về cái form của chúng ta, là cái cách tập về về cái form chuẩn để tập một cái bài, để tập một cái bài cụ thể, cũng như là kiến thức về cái bài tập đó, dinh dưỡng này nọ kia, và đồng thời là phát triển cơ bắp của chúng ta đến một cái mức chịu đựng giới hạn, cái mức chịu đựng nhất định, thì lúc đó thì chúng ta có thể áp dụng FFT7. Tại vì là theo chung bản thân chung cảm nhận của FFT7 thực sự nó rất là nặng và nó sẽ rất là kén người tập, cho nên là chung không muốn những bạn nào mới khi mà tập cái giáo án này bị những cái chấn thương ngoài mong muốn ha. Thì còn một cái trường hợp ngoại lệ, những bạn nào mới tập gym nhưng mà vẫn muốn tập FFT7, thì đó là những bạn phải có những cái form người gọi như là đã tập thể thao trước đó rồi, những môn thể thao khác, vận động cơ thể, chẳng hạn như tập võ, tập tennis hay là những cái hoạt động mạnh ha, thì cơ bắp của chúng ta trong cái việc mà chúng ta chơi thể thao nó cũng có phát triển, và chúng ta sẽ có một cái form người cũng tương đối là ổn, phù hợp với lại FFT7. Thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện với giáo án này. Thì sau cái ngày đầu tiên mà chúng ta tập thì chúng ta sẽ bị những gì? Thì thực sự là rất là đau. Thực sự là đối với những bạn nào lần đầu tiên tập thì sẽ rất là đau. Nó sẽ cảm giác gọi như là, giống như là các bạn, giống như là mặc dù các bạn đã tập lâu rồi nhưng mà các bạn sẽ có một lại cái cảm giác rất là hay, đó là cảm giác chúng ta như là chúng ta đi tập lại ngày đầu tiên như vậy. Nó rất là đau, cực kỳ đau luôn. Chẳng hạn như bạn tập ngực đi thì cuối buổi thì chúng ta sẽ có cái bài đó là bài ép cáp đúng không? Và sau đó là hít đất, sau đó là ép cả cái này nữa, thì Garden set là ba bài. Thì ngày hôm sau ngực của bạn thực sự nó sẽ rất là đau, nó giống như là nó nát ra luôn vậy đó. Thì như vậy chúng ta sẽ cần một cái lượng dinh dưỡng phù hợp để chúng ta có thể phục hồi cơ bắp của chúng ta. Còn nếu như các bạn tập FFT7 nhưng mà dinh dưỡng của các bạn không phù hợp thì các bạn sẽ, cái việc dẫn đến mà overload của giáo án này là rất là sớm, nghĩa là overload nghĩa là các bạn sẽ không chịu đựng được nữa cái giáo án này, và cơ bắp của chúng ta sẽ bị gọi là bị viêm, do các bạn không thể nào, do các bạn không phục hồi được cái cơ bắp cho cái buổi tập tiếp theo. Thì cái yếu tố dinh dưỡng trong giáo án này cũng thực sự rất là quan trọng. Các bạn nhớ là phải ăn đầy đủ chất, cũng như protein, carb này nọ để giúp cho chúng ta build cơ, để phục hồi cơ bắp. Thì ok, cái mục đích của giáo án này chưa như chúng ta nói lúc nãy, đó là chúng ta sẽ cố gắng làm mỏng cái lớp màng đúng không? Thì cái yếu tố dinh dưỡng nó cũng rất là quan trọng. Mấy bạn phải, cái mục đích là chúng ta sẽ đưa rất là nhiều vitamin, protein, máu cũng như là oxy vào trong cơ, để cho chúng ta làm bất cứ, làm cho mỏng cái lớp màng đó, để cơ bắp của chúng ta sẽ có một cái, thì khi mà lớp màng của chúng ta mỏng đúng không, thì cơ bắp của chúng ta sẽ có nhiều cái khoảng trống hơn để cơ bắp của chúng ta có thể phát triển ra. Thì lúc đó là cơ bắp của các bạn sẽ dễ phát triển hơn rất là nhiều. Và cái FFT7 này á, thì chúng ta sẽ áp dụng như thế nào trong buổi tập? Thì thường á, là chúng sẽ tập vào cái FFT7 này, chúng ta sẽ áp dụng vào cuối buổi. Thì bởi vì là chúng ta sẽ không áp dụng vào đầu buổi được, thì bởi vì là do đầu buổi chúng ta sẽ có những cái compound movement, là những cái bài tập khá là nặng đối với bản thân, cho nên là chẳng hạn như là trong ngày ngực đúng không, thì chúng ta sẽ đẩy bench press, và trong ngày chân thì có thể chúng ta sẽ tập squat này nọ, trong ngày xô thì có thể là chúng ta sẽ có những cái bài kéo, last pull down, nó sẽ cần sức hơn, cho nên chúng ta sẽ không áp dụng bài FFT7 vào đầu buổi được. Thì cái FFT7 áp dụng đầu buổi chỉ dành cho những người nào mà advanced, là những người đã tập giáo án này lâu rồi á, thì họ mới chịu đựng được cái việc đó vào cái đầu buổi, cho nên những bạn nào mới chung sẽ recommend là chúng ta sẽ đưa chúng ta chung sẽ hướng dẫn các bạn là để cái này vào cuối buổi tập thì sẽ tốt hơn ha. Như vậy thì và còn một điều nữa, đó là cái FFT7 thì chúng ta chỉ nên áp dụng đối với là tập với lại machine là máy, và tập với lại cable là cáp, bởi vì cơ bản như chúng đã nói là chúng ta sẽ để vào cuối buổi, thì những bài đầu buổi là những bài compound thì chúng ta đã tập rồi, thì cuối buổi chúng ta sẽ sử dụng máy và cable là cáp để chúng ta có thể
tập được dễ dàng hơn, và cũng như là tập trung khi mà chúng ta sẽ cảm nhận được tốt hơn từ cái việc mà chúng ta sử dụng máy và cable. Thì đối với ngang ngực đúng không, thì mấy bạn có thể để ý rằng đó là chung tập với lại cot, cái cáp, thì đó cũng là một cách. Hoặc là trong ngày show thì chung có kéo bài straight arm pull down, là cái bài thẳng tay kéo xuống vậy, cũng là cable cũng là cáp luôn. Thì mấy bạn nhớ là chúng ta sẽ né ra những cái hạn chế áp dụng những cái movement compact, những cái compound movement vào cho FST7 ha, và trong cái set mà 7 set á, nó sử dụng mà máy và cáp thôi. Ngoài ra đối với tay á, thì chúng ta có thể áp dụng là cái barbell curl, là cái cơ tay trước lên được bằng cái thanh bar được, không chúng ta không sao hết, chúng ta có thể áp dụng cái đó được đối với ngang tay ha. Ngoài ra trong tập luyện thì chúng ta vẫn còn một số điều cần lưu ý, đó là chúng ta sẽ kết hợp trong cái giáo án FT7, như mấy bạn đã coi qua những clip của chúng tập á, thì chúng ta sẽ có một cái gọi là intensity multiplier, nghĩa là chúng ta sẽ áp dụng những cái partial rep hoặc là pulse rep vào trong cái buổi tập của chúng ta, thì như vậy nó sẽ kích thích cũng như là bơm máu vào cơ bắp của chúng ta sẽ tốt hơn. Thì như mấy bạn đã từng tập qua cái partial rep rồi thì mấy bạn cũng hiểu, nghĩa là chúng ta sẽ đi 1/2 rom so với cái full rep bình thường ha. Thì partial rep là chúng ta chỉ đi half rom, là nửa rom thôi. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ kết hợp với lại cái eccentric motion. Eccentric nghĩa là khi mà chúng eccentric nghĩa là chúng ta giãn nó ra, thì khi những cái động tác mà chúng ta giãn cơ ra, đối với ví dụ một bài đó là khi chúng ta hít xà đúng không, thì khi mà chúng ta giãn cái cơ ra, đó là chúng ta sẽ stretch, là giãn cái phần show chúng ta ra, cái phần lats của chúng ta, thì lúc đó thì chúng ta sẽ áp dụng eccentric four count, nghĩa là chúng ta sẽ đếm 4 giây thì chúng ta sẽ stretch từ từ nhả ra. Đây là khi chúng ta đang ở trên xà như vậy thì chúng ta nhả từ từ ra, thì nghĩa là 4 giây sau thì tay chúng ta sẽ thẳng ra và nó sẽ stretch được cái phần show. Cũng như đối với bài ngực, ví dụ như với bài ngực là bài compound là để ngực ha, thì khi cái eccentric movement là nằm ở đâu, nằm khi cái lúc mà chúng ta đưa cái tay xuống như vậy, nghĩa là chúng ta stretch cái ngực ra, thì đó là lúc và eccentric. Thì đó mấy bạn có thể áp dụng, đó là áp dụng ha, nghĩa là không bắt buộc, nhưng mà các bạn có thể áp dụng eccentric, đó là từ trên này xuống dưới này là mất 4 giây tất cả. Thì đó là ví dụ như đây là 1 2 3 4, nghĩa là cái dumbbell nó vừa xuống tới đây ha, thì như vậy là eccentric. Các bạn có thể áp dụng vào đối với cái buổi tập FFT7 nha mấy bạn. Ngoài ra thì có một cái movement là có một cái đường chuyển động cũng khá là hay, đó là isometric. Thì nghĩa là iso hold hoặc là isometric là chúng ta sẽ tập dạng giống như là ví dụ ha, giống như là ngày tập vai, thì khi mà chúng ta raise cái dumbbell lên như vậy, thì khi mà chúng ta raise lên giống như là cái clip ngày tay á, thì cũng vậy luôn, chúng ta sẽ áp dụng cho ngày vai luôn. Là khi chúng ta đưa lên, đó nghĩa là 1 2 3, chúng ta sẽ giữ lại ha, giữ cái tay lại, và sau đó là 1 2 3 giữ lại bên này, sau đó là 1 2 3 bên này, mỗi bên 3 cái. Như vậy mỗi bên tay là 4 lần, 4 lần nghĩa là 12 cái. 4 lần nhưng cho 3 rep mỗi tay đó. Thì như vậy là đó là cái động tác iso hold ha, rất là pump, mấy bạn có thể áp dụng vào trong cái ngày FFT7. Thì đó là một số những cái lưu ý trong tập luyện mà Trung muốn nhắc cho các bạn. Thì các bạn có thể áp dụng vào trong cái ngày những cái ngày tập của chúng ta, để chúng ta có thể đạt được những cái độ pump nhất định, cái độ mà căng nhất định á, thì rất là tốt. FT7 nó là một cái sản phẩm cũng như là một cái sự sáng tạo ra rất là hay, một cái sự sáng chế rất là hay từ ông Henry Rambod, và chúng ta nên học hỏi từ ông Henry. Thì Trung thấy Trung rất từ thì từ đó giờ Trung tập rất là nhiều giáo án, thì đối với giáo án FT7 này Trung thực sự rất là thích, và Trung tìm tất cả mọi cái sự thay đổi về bài tập cũng như là cách tập liên quan tới FT7 từ ông Hani trên tất cả các Google hay là trên YouTube này nọ, Trung đều áp dụng vô hết, và Trung rút ra được nhiều kinh nghiệm và Trung sẽ chia sẻ dần cho mấy bạn.
Thì đây là một trong những cái clip mà Trung muốn nói sơ qua, cũng như là Trung muốn các bạn hiểu rằng FST7 là gì, và các bạn phải lưu ý những gì. Ok, thì đó là một số chia sẻ của Trung về FST7. Và mấy bạn nhớ like, share và subscribe cái video cho Trung nha. Ok, thì hiện tại là Trung đã tạo một cái page ở trên Facebook, thì có cái tên là Trung Nguyễn Present, và cái link của cái page đó thì Trung có để ở dưới phần miêu tả là phần description box. Thì Trung rất là hy vọng mấy bạn sẽ like cái page đó của Trung, bởi vì là Trung muốn chuyển qua cái page đó để được tương tác với bạn nhiều hơn, bởi vì là Facebook cá nhân của Trung thì nó sẽ hơi hạn hẹp về cái số lượng bạn bè, thì Trung sẽ không kết bạn được với mọi người hết. Cho nên là Trung sẽ chuyển sang cái bay này để mọi người, để những các bạn nào không có bạn bè với Trung, cũng như là không kết bạn được á, thì Trung muốn các bạn sẽ tương tác với Trung qua thông qua cái bay này. Thì mấy bạn nhớ like cái bay này dùng Trung, và Trung sẽ post mọi những cái video mới của Trung ở trên đó, tất cả những cái cập nhật về cái channel, là cái kênh này của Trung ở trên đó, cũng như là những cái bài viết Trung muốn chia sẻ với mấy bạn, đều Trung đều để ở trên đó hết. Thì ok, mấy bạn nhớ like và share cái bài đó giúp Trung đến với những bạn bè của các bạn, để các bạn bè của các bạn cũng có thể tiếp cận được với cái channel của Trung ha. Thì thật sự là Trung rất là cảm ơn mấy bạn đã like và share cái video của Trung, và cũng như là cái bài. Say the word and I'll be around the earth and around the sun. Say the word.